Sau đây sẽ là phần thi đấu với điệu nhảy cha cha cha. Âm nhạc bắt đầu. Tiếp theo sẽ là phần thi đấu với vũ điệu Rumba. Xin mời âm nhạc bắt đầu. Và điệu nhảy cuối cùng dành cho các vận động viên tại sự kiện số 26 là điệu nhảy Jive. Xin mời âm nhạc bắt đầu. Và chúc mừng các đôi vận động viên đã hoàn thành phần thi đấu của sự kiện số 26. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với sự